Hello ông bà cô chú, con chào cả nhà đi. Ông bà cô chú mời. Ông bà cô chú ăn chả giò với con. Về đói quá làm cho ảnh dĩa bún với chả giò đã làm. Út nó thích ăn bún chả giò lắm quý vị, chan mắm vô. Này quý vị thấy Út nó lạ không? Này Thảo cắt cái bộ tóc cho ảnh á. Giống như cái miếng dùa úp lại cắt. Mẹ làm biếng đưa ra tiệm nè, nhà mẹ sởn luôn, sởn cho con Út luôn. Nhìn ảnh mắc cười cái mà thấy cưng quá à. Ảnh ăn ha, ảnh mà rớt xuống dưới được dưới bàn một cái rồi ảnh nụm không có sót một miếng nào hết trơn luôn á. Nước của con ăn là phải có ly nước kế bên, giống như là ăn có canh vậy đó. Nhẹ nhẹ thôi ông ăn hết cái dĩa này chắc bể dĩa quá à. Làm nhẹ thôi nha con nha. Ăn đàng hoàng. Không ăn chả giò đi. Bơ. Sao vậy? Ăn bún không vậy ông? Đừng nói chả giò chê nha. Không ăn nha. Buồn à. Dẹp cái phớt qua đẹp giống Hàn Quốc không à, quý vị? Thảo thích diễn viên Hàn Quốc lắm, cái mặt ảnh cũng hơi giống giống Jang Dong Gun đó, con mắt to mũi cao. Rồi chả giò chê rồi, chả giò tôm chê rồi, thái bún à. Đẩy cái dĩa xích lại một chút. Ảnh à, quơ dép bún hết luôn. Ăn y như Việt Nam luôn. Trời bữa ăn là cái món bánh đó, có nước cốt dừa đó. Trời ảnh đưa cái lưỡi anh ta muốn liếm luôn á. Ảnh diễn tả mà mắc cười luôn á. Gì con? Rồi ăn giỏi quá. Thôi giờ con chào ông bà cô chú đi. Thôi Nè. không có bóc nữa, dơ nghe mùi nước mắm lắm. Quay lụm đi con, lụm đi. Thảo chỉ ảnh gớt đồ ăn xuống dưới bàn là lụm ăn hết, không có chừa, không có bỏ sót. Con nít mình dễ tập lắm quý vị. Thảo ăn cơm cũng vậy, không có sót hộp cơm nào hết trơn. Ăn bò hả? À, là ăn thêm bún á quý vị. À, bây giờ con chào quý ông bà cô chú đi. Con bye bye đi. Rồi.